Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới, mình có lời xin chúc sức khỏe tới tất cả quý khán thính giả và các bạn trong nước và ở bên hải ngoại có một sức khỏe dồi dào, bước sang năm mới làm ăn gặp gỡ và sống bình an trong niềm vui hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phần 17 của câu chuyện tình xứ Lá Phong, các bạn đã nghe kể về câu chuyện ông trùm người Việt Nam chúng ta đang chỉ huy một băng đảng tam hoàng ở tại đất Mỹ và đã trở về Việt Nam trong đêm 30 Tết gây án. Và hiện tại, ông trùm đang phải chấp nhận chạy trốn khỏi vùng cố đô Huế trước sự truy bắt của công an. Tuy nhiên, câu chuyện này đang được giải quyết một cách ổn thỏa bởi vì trong câu chuyện này, gia đình nhà phía ông Triển đang đưa ra một cái yêu cầu rằng là gia đình nhà ông Lưu phải bồi thường số tiền là 360 triệu đồng, tương đương với khoảng 15.000 đô la Mỹ. Và trong khi đó thì bản thân ông Triển đã tỉnh lại vào lúc 2 giờ đêm 30 Tết, có nghĩa là đã bước sang ngày mùng 1 Tết các bạn nhé. Và sau khi tỉnh lại thì bản thân ông Triển đã quyết tâm đòi đưa sự vụ này ra tòa án. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như mình đã tâm sự ở trong phần đầu rằng là ông Triển có hai người con, một người con trai, một người con gái đã lớn rồi và vợ của ông đã mất cách đây 10 năm. Trong khi đó thì hai người con này khi xảy ra câu chuyện thì đã đòi bồi thường số tiền là 360 triệu. Về phía gia đình nhà ông trùm giang hồ là Nguyễn Đăng Lưu đã không chấp nhận cái số tiền này bởi vì họ cho rằng cái nỗi gây ra cái vụ án này là do ông Triển, bởi vì ông Triển đã quấy rượu bà Thanh, cái thứ hai là đã uống rượu quá say trong đêm 30 Tết và đã có những lời mà không lịch sự, hay nói đúng hơn là gây mất lòng tự trọng đối với ông Lưu, bởi vậy mà ông Lưu mới xử sự một cách côn đồ như vậy. Trong đêm 30 Tết, các bạn thấy rằng là vợ của ông Nguyễn Đăng Lưu là bà Thanh đã túc trực bên ông Triển để hy vọng rằng ông Triển sẽ tỉnh dậy nhanh và sẽ giúp đỡ ông Triển trong vấn đề liên quan tới tiền viện phí mà có thể mà đây sẽ phải là một cái số tiền lớn. Cái thứ hai là bà Thanh muốn nói rõ với ông Triển rằng là bà ấy sẽ bồi thường bất cứ giá nào với ông Triển. Thì trong khi đó, như các bạn biết, ông Triển đến với bà Thanh mục đích là thấy bà ấy có một số tiền quá lớn. Điều thứ hai trong câu chuyện này, mình cũng phải thừa nhận rằng ông Triển rất yêu mến bà Thanh và muốn bà Thanh sẽ trở thành vợ của ông ấy. Thì trong khi đó thì ông Triển đã nói rằng là tôi chỉ cần tiền chứ không cần tình. Tức là ý muốn nói rằng với bà Thanh rằng là ông ấy muốn lấy bà Thanh chứ không cần cái số tiền bồi thường. Tuy nhiên, các bạn biết không, trong khi mà công an Việt Nam đang truy bắt ông Nguyễn Đăng Lưu thì bất ngờ ông Nguyễn Đăng Lưu lại xuất hiện ở bệnh viện. Điều này đã quá coi như là ngạc nhiên đối với mọi người. Và trong khi đó thì chỉ có bà Thanh với ông Triển đang nằm ở bệnh viện mà thôi. Thì ông Lưu đã đưa ra một lời tuyên bố rằng bây giờ ông chọn tiền hay chọn tình? Chẳng nhẽ ông muốn cướp vợ của tôi hay sao? Còn nếu ông chọn tiền, câu chuyện đến đây là kết thúc bởi vì lỗi của ông gây ra. Còn nếu ông chọn tình, ông muốn lấy vợ của tôi thì ông sẽ bị mất mạng. Bản thân tôi cũng chẳng thiết sống nếu vợ tôi đi lấy một người chồng khác. Chính vì vậy mà ông Triển đã quá sợ hãi. Các bạn hình dung ra rằng câu chuyện rằng là ông Triển lù lù mới tỉnh dậy ở bệnh viện thì lại xuất hiện một người ăn mặc quần áo bác sĩ đi vào. Và khi người đó bỏ khẩu trang bác sĩ ra thì người đó không ai khác mà chính là ông trùm băng đảng tam hoàng, là ông Nguyễn Đăng Lưu, chồng của bà Thanh. Và lúc này thì ông Triển coi như là hồn bay khỏi xác, quá sợ hãi và đã phải nhận lời rằng là nhận số tiền 360 triệu từ phía nhà ông Lưu đưa ra. Trong khi đó thì ông Lưu vẫn tiếp tục phải chạy trốn. Bởi vì sao? Bởi vì câu chuyện này chỉ có một khi mà bên phía gia đình nhà ông Triển không kiện cáo và giải quyết được tiền bạc xong rồi và đưa ra ông ấy có thể ký với đơn từ giữa hai người và có chính quyền làm chứng ở trong đó thì câu chuyện này mới có thể chấm dứt. Nếu mà ông Lưu mà đưa tiền mà ông Triển khi đó nhận tiền xong rồi vẫn không có cái gì để đảm bảo rằng ông Lưu sẽ không bị vào tù. Chính vì câu chuyện này cho nên là ông Lưu vẫn phải phiêu bạt giang hồ. Và các bạn biết không, hôm nay bước sang sáng ngày mùng 2 Tết giờ Việt Nam, còn đang ở bên Canada hiện tại như mình đang nói đây, đang là vào đêm mùng ngày mùng 1 Tết. Và mình nhận được một cuộc điện thoại từ phía ông Lưu đến từ
Việt Nam, và ông đang ở tỉnh Yên Bái, và điểm đến ở đây của ông chính là đỉnh Tà Xùa. Thưa quý vị và các bạn, mình rất ngạc nhiên khi mà ông Lưu gọi điện cho mình và ông quay trực tiếp cái cảnh núi Tà Xùa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tà Xùa là một điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Đỉnh Tà Xùa thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và có độ cao 3.000m so với mực nước biển các bạn nhé. Đây là ngọn núi ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La, và mặt bên kia là giáp đất nước Trung Quốc. Vài năm trở lại đây, đỉnh Tà Xùa trở thành điểm đến lý tưởng của dân ham mê leo núi, thích săn mây và ngắm hoa đỗ quyên. Tà Xùa cũng sở hữu đoạn sống lưng khủng long độc đáo, dài và đẹp, mang lại cảm giác mạnh. Ngoài ra, khu rừng cổ thụ phủ rêu xanh trên đỉnh Tà Xùa mang lại vẻ đẹp ma mị có 102 ở Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là điểm du lịch nổi tiếng và bản thân mình thực sự là trong hơn 60 năm cuộc đời mình cũng chưa từng được lên đỉnh Tà Xùa này. Mà hiện tại thì ông trùm giang hồ Nguyễn Đăng Lưu lại đang ở đỉnh Tà Xùa. Thì ông nói chuyện với mình rằng là gia đình nhà ông và gia đình nhà ông Triển đang thu xếp cái thương vụ mà vụ án xảy ra. Nếu hai bên mà có cái sự sắp xếp với nhau không kiện cáo và ông Lưu chấp nhận ký vào biên bản rằng là không kiện cáo nữa, thì ông Triển ký vào cái biên bản không kiện cáo ông Lưu nữa, thì ông Lưu có thể quay trở lại về cố đô Huế và có thể sẽ bị lột phạt với chính quyền mà thôi, chứ không phải vào tù ra tội gì hết. Bởi vì bên nạn nhân người ta không kiện cáo và người ta thừa nhận rằng người ta sai, trong khi mà câu chuyện xảy ra là người ta đã uống rượu say. Và cái lý do chính dẫn đến câu chuyện này là chính là do nạn nhân là ông Triển gây ra. Thì câu chuyện này nó sẽ chấm dứt. Vâng, thưa quý vị, các bạn đang xem những hình ảnh video quay về đỉnh Tà Xùa. Đây chính là những thước video mà ông Nguyễn Đăng Lưu gửi cho mình để mình đưa lên kênh YouTube của mình, quay lại cái cảnh mà ông Nguyễn Đăng Lưu đang ở đó. Đúng là một nhân vật gọi rất tiếng tăm lừng lẫy, một ông trùm giang hồ ở tại Mỹ rồi về Canada rồi lại về Việt Nam và sau đó gây án. Và hiện nay đang ở một khu du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Điều này như là trong thần thoại vậy, nhưng nó đang xảy ra, nó đang diễn ra trên thực tế ở cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng trong câu chuyện này thì một bạn tên là Hằng Hoàng đến từ Việt Nam đã viết thư gửi cho mình, viết thư qua email. Bạn này nhiều tuổi rồi và mình gọi là chị. Chị ấy viết một lá thư như thế này cho mình. Chào em, chị là Hoàng Thị Hằng, chị ở tại Việt Nam, thường xuyên theo dõi kênh của em. Mới đây nhất, chị thấy em chia sẻ câu chuyện của chú Lưu với chú Triển và gia đình nhà chú Triển. Theo như chị thấy, chú Triển sai 100% rồi và có ý định không tốt, mới đẩy chú Lưu vào tình huống như thế. Chị hiểu rằng em, cô Thanh, chú Lưu đã đi xa Việt Nam mấy chục năm nay, nên không thực sự hiểu cách xử lý vấn đề khi phát sinh xô xát như thế này. Em phải hiểu khi viết thì còn phải lách nữa. Theo chị, em nên liên hệ với doanh nhân tên là Ngọc, nhờ doanh nhân Ngọc giới thiệu cho cô Thanh một người làm bên tòa án hoặc bên viện kiểm sát hoặc bên công an. Họ sẽ tư vấn cho mình cách giải quyết có lợi cho chú Lưu nhất. Vụ này công an họ đã biết, họ sẽ không bỏ qua đâu. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ. Nếu mình trốn tránh không ra mặt, bên chú Triển sẽ có những lời khai báo bất đợi, không đúng sự thật cho chú Lưu. Hoặc chạy bên bệnh án, tăng tỷ lệ thương tật thì chú Lưu sẽ bị bắt rất lớn và có thể sẽ bị vào tù. Kiểu gì mình cũng mất tiền nhưng phải chạy cho đúng chỗ. Tiền thuốc men bồi thường cho chú Triển, tiền chạy cho công an. Không việc gì phải đưa không tiền cho gia đình nhà chú Triển. Họ lại dùng số tiền đó để chạy bệnh án gây bất lợi cho mình. Và mình đang ở thế đúng, lại tự đưa mình vào thế làm trên thớt cho họ làm tiền, o ép. Chị có ý kiến như vậy, em tham khảo thêm và giúp đỡ cho vợ chồng nhà cô Thanh. Chúc em và gia đình nhiều sức khỏe, ngày càng giúp được nhiều người hơn nữa. Chào em. Vâng, mình xin cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Không biết là chị bao nhiêu tuổi, nhưng mà chắc chắn là chị đã rất nhiều tuổi rồi với xưng hô mình là em như vậy. Và với cả ông trùm Nguyễn Đăng Lưu và ông Triển năm nay cũng trên dưới 50 tuổi rồi, chị vẫn xưng là chú. Mà thì mình qua đây mình biết rằng là chị đang ở ngoài miền Bắc Việt Nam và chị nhiều tuổi rồi. Chỉ có những người nhiều tuổi thì mới gọi những cái người ít tuổi hơn mình là chú. Ở đây gọi là họ gọi thay cho con cái, xưng hô theo chú có nghĩa là chú em.
Vâng thưa các bạn, chị Hằng rất là lo lắng cho ông trùm Nguyễn Đăng Lưu. Mặc dù mọi người nghĩ rằng là ông Lưu là người đã gây ra những cái tội ác ngày xưa thì ông ấy phải chịu những hậu quả. Cái điều đó là điều đương nhiên rồi. Và theo mình nghĩ rằng là chính ông ấy đã phải chịu 20 năm tù ở tù giam ở tại Mỹ thì đó cũng là cái sự trừng phạt của trời đất đối với ông ấy khi mà ông ấy tham gia vào một cái băng đảng Tam Hoàn rồi, đúng không ạ? Thì trong cuộc đời này thì theo mình nghĩ rằng tất cả những cái chuyện của một người nào đó thì do ông trời phán xử chứ bản thân chúng ta cũng không có quyền phán xử với họ. Cũng trong câu chuyện này thì mình thấy rằng chị Hằng đưa ra cái vấn đề cực kỳ tốt. Chị ấy lo sợ rằng là gia đình nhà ông Lưu đưa cho gia đình nhà ông Triển số tiền 360 triệu thì gia đình nhà ông Triển sẽ dùng cái số tiền này để hối lộ bác sĩ. Thì ở Việt Nam theo như mình biết, tất nhiên là mình đi xa Việt Nam lâu năm lắm rồi, nhưng qua nhiều cái tìm hiểu thì mình biết rằng là có nhiều trường hợp, chẳng hạn như ông Triển trong câu chuyện này là bị ông Lưu đánh, chẳng hạn tỷ lệ thương tích chỉ là dưới 20% thôi, có nghĩa là chưa có thương tích lớn. Từ 21% thì có thể gọi là bị cái khởi tố được, gọi là đó là bị thương tích từ 21%. Nhưng trong trường hợp này có thể là ông Triển chỉ bị thương tích độ khoảng 10% chẳng hạn, nhưng ông ấy có thể đút lót tiền bác sĩ và bác sĩ sẽ viết cho ông một cái bệnh án, có nghĩa là bị thương tích đến 40-50% chẳng hạn, thì chắc chắn rằng là ông Lưu chắc chắn sẽ bị vào tù ấy, khi mà đã gây thương tích, một cái thương tích quá lớn cho ông Triển chẳng hạn. Đó là một vấn đề. Và chị Hằng khuyên rằng là nhờ bác Ngọc ở đây, thì như các bạn đã biết, bác Ngọc ở đây là đang sống ở thác nước Niagara ở tại Canada. Chị Hằng đã rất rất hiểu được về bác Ngọc này, bởi vì chị ấy nói rằng là nên nhờ bác Ngọc, bởi vì bác Ngọc ở đây trước đây, cách đây 4 năm về trước, là bác ấy từng làm một quan chức lớn Việt Nam và bác ấy chắc chắn là sẽ hiểu luật pháp ở Việt Nam hơn. Cái thứ hai là bác ấy sẽ có nhiều cái mối quan hệ ở bên công an và bên tòa án để giúp đỡ cho ông trùm Nguyễn Đăng Lưu. Bởi vì thực sự ở đây câu chuyện này là ông Lưu là người đúng. Tất nhiên là ông có cái sai là ông đã đánh người, nhưng mà do ông Triển say rượu và đã sỉ nhục ông Lưu cho nên mới dẫn đến cái câu chuyện này. Thì chị Hằng lo sợ rằng nhà ông Lưu sẽ vừa lấy tiền đó để nhà ông Triển sẽ lấy cái số tiền của gia đình nhà ông Lưu, nhưng sẽ tiếp tục đưa ông Lưu vào tù. Và mục đích cuối cùng của ông Triển sẽ là khi ông Lưu vào tù rồi thì ông ta ở bên ngoài chiếm đoạt bà Thanh, tức là chiếm đoạt bà vợ của ông Lưu. Thì đây là một điều là chị Hằng lo sợ, và lo sợ cho ông Lưu, mà mình cũng nghĩ rằng điều này rất là đúng. Thì ở đây mình đang nói tới bác Ngọc. Bác Ngọc là một người mà trước đây là một quan chức và có nhiều mối quan hệ, và hiện tại ông ấy là một doanh nhân ở tại Canada, thì có thể ông ấy sẽ giúp đỡ được cho ông Lưu để trốn tránh. Còn trong một cái vấn đề khác, hay nói chính xác là một góc cạnh khác, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông Triển lợi dụng trong cái vấn đề này đã tuyên bố một câu rằng tôi không cần tiền mà tôi chỉ cần tình thôi. Có nghĩa là ông Triển muốn lấy vợ của ông Lưu, muốn lấy bà Thanh. Và ông ta o ép trong cái chuyện này để đưa ông Lưu vào tù, mục đích là sao? Để đến muốn lấy bà Thanh làm vợ. Thì ông ấy đã tuyên bố nó là như vậy. Thì ở đây trong cái khía cạnh này thì mình thấy rằng là ông Triển này là người quá thô lỗ cục cằn và có quá nhiều âm mưu, vừa muốn tiền vừa muốn tình nữa. Trong khi đó thì hai đứa con của ông Triển cũng là phản đối cha của mình rất nhiều, bởi vì hai người con của ông Triển biết rằng là cha mình đã sai, đã uống rượu đêm 30 Tết quá say, và trong khi đó lại coi như sỉ nhục người bạn của mình từ lối khố là ông Nguyễn Đăng Lưu, cho nên mới dẫn đến câu chuyện như này. Và cái số tiền 360 triệu đã làm cho vừa lòng hai đứa con của ông Triển, bởi vì họ thấy rằng là trong cha của mình bị đánh, nhưng mà bù vào đó gia đình nhà người ta đã đền cái số tiền như vậy là quá xứng đáng. Nếu mà ông Lưu á, là một người không phải ở hải ngoại, không phải là một ông trùm có thừa tiền á, thì chẳng hạn như là một người khác ở trong cương vị của ông Lưu là một người dân bình thường ở Việt Nam thôi, thì có thể vụ án này có thể là ông Lưu chỉ đền độ khoảng vài chục triệu là ok rồi. Nhưng ông Triển biết rằng là ông Lưu có quá nhiều tiền cho nên là đã đòi cái số tiền nó là quá lớn, 360 triệu. Hai đứa con của ông Triển đã thấy rằng là số tiền này là rất vừa lòng và đã khuyên cha mình rằng là lên nhận lấy và coi như là chấp nhận ký vào lá đơn không kiện cáo ông Lưu nữa, và một phần nhận trách nhiệm là cái lỗi này là do mình. Thì trong vấn đề này nữa thì chắc chắn rằng là họ sẽ phải ra đến pháp luật.
Tất nhiên là ra đến pháp luật thì ông Lưu chắc chắn sẽ không bị vào tù bởi vì cả hai bên đều đã thông cảm giải quyết vấn đề này cho nhau. Trong buổi nói chuyện vào đầu sáng ngày mùng 2 hôm nay, ông Lưu đã quay cái cảnh rất đẹp ở trên núi Tà Xùa cho mình xem. Đây là một đỉnh núi có thể nói là một như là một kỳ quan thế giới, cũng có thể nói rằng là nó gần tương đương với thác Niagara ở Canada. Và ông Triển nói rằng là bên kia là đất nước Trung Quốc, còn bên này là giáp hai tỉnh với nhau, và đây là cái đất cái ngọn núi mà lúc nào mây cũng bay lơ lửng trên đầu, rất là sung sướng. Và ông ấy nói rằng trong cái chuyến đi này của ông ấy sẽ đến đỉnh Tà Xùa, sau đó ông ấy sẽ về thác nước thác Bản Dốc ở Cao Bằng, và sau đó đi bãi đính ở Nam Định. Đại khái như các bạn biết đó, ở Việt Nam chúng ta có câu nói rằng là ở ngoài miền Bắc nhá, ở trong Nam mình không rõ lắm. Ở ngoài Bắc người ta có câu nói rằng là tháng giêng là tháng ăn chơi, đấy, tháng 2 thì vui hát hội. Có nghĩa là sao? Từ tháng giêng, từ bắt đầu từ Tết trở đi á, là ở ngoài Bắc là chỉ có ăn chơi thôi. Cái tháng giêng này người ta chỉ có đi chơi, đi bời, đi chùa, rồi đi hát hội. Những cái làng bản tất cả ở đâu đó đều có hội hè cả trong mấy tháng đầu xuân này. Cho nên là ông Triển nói rằng với mình rằng là đúng là tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng tôi lại chưa bao giờ mùa xuân nào tôi đến miền Bắc, và đây là lần đầu tiên tôi tới miền Bắc trong những cái ngày đầu xuân, và tôi thấy rằng là tôi cũng sẽ tiện thể coi như làm một chuyến du lịch trước khi trở về Mỹ và Canada. Sau cuộc nói chuyện này thì mình đã gọi điện cho con gái của ông Lưu là cô con gái tên là Hoa, và cậu sinh viên người yêu của cô gái này tên là Tú. Ôi trời ơi, cái cô gái này nó rất là vui mừng khi mà thông báo mình nói rằng là cha của con vẫn đang bình yên và đang đi du lịch ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. Cô gái này rất là sung sướng, bởi trước đó thì cô ấy ân hận, bởi vì ân hận một điều là sau 20 năm gặp nhau, lần đầu tiên gặp cha mình mà cô ấy lại cùng người yêu bỏ đi, tức là bỏ rơi cha mình ở thành phố Vancouver. Đây là một điều cô ấy hối hận vô cùng. Nhưng cô ấy đã suy nghĩ kỹ, bởi vì sao? Nếu không bỏ đi thì người cha này sẽ không trở về Mỹ, và điều này sẽ đồng nghĩa với việc là mẹ của cô là bà Thanh sẽ không từ Việt Nam sang Canada nữa. Như vậy là cô sẽ mất đi người mẹ yêu quý của mình, đã nuôi dưỡng mình hơn 20 năm qua và trở thành con người tốt. Cho nên là cô ấy hối hận rằng là bây giờ coi như cha của mình tự nhiên trở về Việt Nam gây án, và có thể lại tiếp tục sẽ phải tù đầy ở Việt Nam, không biết bao giờ mới được tự do nữa. Cho nên là cô ấy khóc suốt cho đến khi được mình thông báo rằng là mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt rồi, và đang tất cả mọi chuyện đang được thu xếp ổn thỏa, và cha của con đang đi du lịch ở những nơi này, thì cô gái lại bật khóc và quá là sung sướng. Thì các bạn biết rằng là tâm trạng của người nào cũng vậy thôi. Khi mà cảm thấy có lỗi với người cha, người mẹ của mình mà bây giờ cái điều đó đã được giải quyết một cách ổn thỏa thì ai cũng vui mừng. Và những niềm vui này đã biến thành những giọt nước mắt. Sau khi nói chuyện cùng cô gái tên là Hoa này thì mình đã bảo cô gái tên là Hoa chuyển máy cho gọi như bác Ngọc. Bởi vì như các bạn biết, chính bác Ngọc là người đã giúp đỡ nhận cô con gái của ông trùm Nguyễn Đăng Lưu và cậu người yêu tên là Nguyễn Anh Tú đến từ trường Đại học Hà Nội vào làm việc tại nhà hàng của mình. Thì hiện nay hai cô cậu này đang làm việc tại đó, và mình đã nói rằng cho mình muốn gặp bác Ngọc. Thì ở đây ngay lập tức bác Ngọc đã ra cầm máy nói chuyện với mình. Qua câu chuyện này thì coi như là mình đã kể đầu đuôi câu chuyện là ông Nguyễn Đăng Lưu đang gặp rắc rối tại Việt Nam như vậy, và bác có thể qua những cái sự quen biết của bác trước đây có thể giúp đỡ coi như là ông Lưu có thể là trắng án được không. Thì vấn đề này bác Ngọc cũng nói như là mình suy nghĩ trước đó, có nghĩa bác Ngọc nói rằng là điều quan trọng nhất là do ông Triển. Ông Triển bây giờ là nạn nhân, và nếu ông ấy không kiện cáo thì coi như là tất cả mọi vấn đề đều ok. Bởi vì khi mà ông Triển không kiện cáo và thừa nhận rằng câu chuyện này, vụ án này xảy ra là lỗi do ông ấy từ đầu tiên. Ông Lưu có những cái hành động đánh đập người là sai, và cái hành động này sẽ có thể là giải quyết được, cũng có thể người ta sẽ xử đến mức độ là án treo, hoặc tốt nhất có thể là ông Lưu sẽ được dành cái ưu đãi nhất, có lẽ là phạt tiền. Số tiền phạt này nó căn cứ vào cái tội phạm của ông Lưu đã xảy ra ở Việt Nam nhiều lần hay chưa, và có mắc phải những cái tội phạm mà nó nặng nề hay không. Thì theo như mình biết thì bác nói rằng là ông Lưu có thể bị phạt 100 triệu, đối với chính quyền họ sẽ phạt 100 triệu. Còn đối với ông Triển thì coi như gia đình nhà ông Lưu đã coi như bồi thường. Đây cũng là một cái hình thức để mà xoa dịu cái lỗi đau của người bị thương tích.
Cũng trong câu chuyện này thì bác Ngọc đưa ra một cái ý kiến là hãy lấy cái giấy chứng nhận của ngay tại bệnh viện mà coi như là ông Triển đang nằm ở đó, để các bác sĩ nói về cái bệnh án của ông này, xem cái mức độ phần trăm mà bị thương tích đó là bao nhiêu phần trăm. Chứ nếu không mà để ông Triển ông lại quay xe, tức là ông sẽ chẳng hạn làm những cái việc như là hối lộ bác sĩ để coi như tăng cái phần trăm mà bệnh án của ông lên, và lúc đó ông quay lại ông kiện ông lưu thì rất là nguy hiểm. Thì ở đây bác Ngọc cũng lưu ý là trong câu chuyện này là tốt nhất là bà Thanh phải đứng ra và đi làm cái hồ sơ nói chuyện với bác sĩ để xem nó số lượng cái thương tích nó là bao nhiêu phần trăm. Bởi vì ông Triển là người không được đàng hoàng, có thể là bây giờ hôm nay là ông nhận lời như vậy nhưng ngày mai có thể ông quay xe bất cứ lúc nào. Bằng chứng là cái việc ở trước đó thì coi như là ông chỉ vì tiền vì tình vì 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 tình thôi, nhưng sau đó ông lại quay sang lại đòi tiền nữa, có nghĩa là ông ấy là cái người không có một cái lập trường quan điểm vững vàng, tiền cũng thích mà tình cũng thích. Thì bác Ngọc này cũng là một tỏ ra là một người rất là thông thạo về chuyện tình. Ông ấy nói rằng là tất cả chuyện này là thành hay bại là do bà Thanh hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông Triển này quá yêu mến bà Thanh rồi, sướng muốn lấy bà Thanh làm vợ, tức là muốn lấy vợ của ông Lưu. Cho nên là bây giờ biết rằng là ông Triển thích bà Thanh thì bà Thanh nói gì ông ấy chẳng nghe, đúng không ạ? Cho nên là bảo là ơi anh đừng coi như là kiện cáo gì nữa, anh cầm lấy ít tiền như này thì chắc chắn là ông Triển sẽ nghe thôi. Ấy, bởi vậy mà ở đời mà có câu là dại dại trai dại gái là như vậy. Nhiều người đàn ông mất hết tiền, mất hết của, mất hết cả cái nhà cửa luôn vì gái, cũng là như vậy. Đây là rất may là ông Triển ông không có vợ, chứ nếu mà ông có vợ thì thật sự là nguy hiểm luôn. May mắn thay là hai người con của ông đã coi như là ký vào cái đơn là nhận số tiền đó và coi như là chịu trách nhiệm về phần tiền. Chứ đưa cho ông Triển này thì không biết chừng là cái số tiền này ông có dùng vào cái việc có ích hay không, có để cho hỗ trợ cho mình về bệnh tật hay không nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện này vẫn đang chưa chấm dứt và mình sẽ mời quý khán thính giả và các bạn sẽ theo dõi tiếp tục cái video thứ 19, phần thứ 19 trong câu chuyện tình này. Và thực sự ra trong cái vấn đề câu chuyện ngày hôm nay mình rất thích những cái cảnh đẹp mà ông trùm Nguyễn Đăng Niêu đang được hưởng ở tại Việt Nam. Mình cũng mong muốn rằng trong 1-2 năm tới mình sẽ về Việt Nam và đi những chuyến đi du lịch như vậy. Bản thân mình là người miền Bắc nhưng mà cũng chưa được đến chiêm nghiệm những cái cảnh đẹp coi như là mỹ miều ở tại những cái phía Tây Bắc giáp Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, video của mình xin tạm dừng và kết thúc tại đây. Mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của quý khán thính giả và các bạn. Và hẹn gặp quý khán thính giả và các bạn ở những video sau.